Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, những ngày cuối năm 2017 ở quận Cam nổ ra một bản tin làm rất nhiều người chú ý, từ trang Voice of OC, tức là tiếng nói của quận Cam, do phóng viên Thi Võ viết bài. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Đỗ Dũng, là một người đã theo dõi vụ này trong suốt mấy ngày nay. Xin chào nhà báo Đỗ Dũng. Vâng, chào Vũ Hoàng Linh và chào khán giả Phố Bosa TV. Trước khi mà đi vào câu chuyện, chúng tôi muốn đọc một cái câu của ông chủ nhiệm của trang Voice of OC, một cái câu nói hết sức ý nghĩa để mà bắt đầu cho buổi ngày hôm nay. Sau khi mà tờ Voice of OC đã lấy được cái quyền để mà đưa bản tin này, thì ông nói rằng: tôi hy vọng phán quyết này là một lời nhắc nhở cho mọi quan chức chính phủ trong quận Cam rằng cơ quan thông tin này có khả năng hợp pháp và tài chính để thực thi các quyền tự do ngôn luận, nhất là đối với các tài liệu công cộng. Nói tóm lại, khi bạn nhận được một cuộc gọi từ Voice of OC thì hãy hợp tác vì chúng thuộc về công chúng. Anh Đỗ Dũng, anh cho một cái lời bình luận về cái câu này để mà dẫn vào câu chuyện của chúng ta, thưa anh. Vâng, thưa quý khán giả và anh Vũ Hoàng Linh, tất cả mọi chính phủ trên thế giới này, không cần biết thuộc chế độ nào, họ luôn luôn muốn giấu nhẹm thông tin, nhất là những thông tin không có lợi cho họ. Chấm hết. Nhiệm vụ của truyền thông là đi tìm những thông tin đó cho công chúng biết, dù truyền thông đó công khai, bí mật hay gì đâu, whatever. Họ đi tìm nó tùy theo quốc gia và tùy theo thành phố, tùy theo địa phương. Nó có những luật khác nhau. Ví dụ như những nước độc tài thì đương nhiên là cái thông tin là không đưa ra, bí mật quốc gia. Chấm hết. Không làm gì được hết. Mà có biết cũng không ai đăng. Ở Mỹ thì nó lại khác, nó là cái đất nước mà coi trọng cái tự do thông tin trong cái First Amendment. Thành ra tất cả những cái đó đều phải được công khai, ngoại trừ những gì liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến an ninh địa phương, liên quan đến cá nhân mà có thể làm hại cuộc đời họ. Nó luôn luôn nó có cái ngoại lệ. Thế thì bây giờ các vị dân cử và các cơ quan chính quyền đó, họ luôn luôn họ vin vào những cái đó để mà họ không đưa những thông tin ra. Thì nhà báo như Voice OC đó, họ có nhiệm vụ là họ đi đòi. Thế bây giờ ai biết, ai được đòi, ai là cái nào là bí mật, cái nào không bí mật. Thì khoảng thập niên năm 2000, Mỹ nó ra một cái luật tự do thông tin, là Freedom of Information Act, và đã được chuẩn thuận. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là tất cả mọi chính quyền đều bị buộc phải công khai. Như tôi nói, nó luôn luôn có cái ngoại trừ. Đó. Thế thì bây giờ các cơ quan truyền thông như Voice OC là họ đòi thành phố Westminster một cái hồ sơ đó, bảo ê, cái này người dân cần biết. Thành phố Westminster bảo không, cái này không cần biết. Bảo sao nó không cần biết, tôi cho nó là bí mật đó, tôi không cho bí mật. Tôi cho bí mật anh làm gì thôi. Ok, nếu anh không được tôi kiện. Thì khi kiện á, tùy theo tòa, tùy theo ông chánh án. Thì trong trường hợp này, chánh án của liên bang ở trong cái vụ mà giữa Voice OC và thành phố Westminster, thì họ phán quyết là thông tin là thông tin công khai, bắt buộc thành phố Westminster phải đưa cho Voice OC. Đó là lý do tại sao họ lấy được thông tin đó, và họ tuyên bố là chúng tôi có đủ khả năng để làm chuyện này. Và quý vị, tôi được cảnh cáo các cái cơ quan chính quyền khác, sau này nếu chúng tôi đòi, làm ơn hợp tác chứ đừng có để chúng tôi kiện. Kiện là coi chính tôi thắng. Điều đó không chắc cả lắm, nhưng mà trong vụ này thì Voice OC thắng, họ có quyền họ tuyên bố. Tại vì có những cái vụ khác là kiện bây giờ ông tòa bảo không, cái này không đưa được thì thua. Đó. Voice of OC đã kiện thành phố Westminster và đã thắng. Cuối cùng vì thắng cho nên thành phố Westminster chẳng những phải đưa ra những cái tài liệu mà Voice of OC đòi hỏi, đồng thời cũng phải bồi thường 120.000 đô la cho cái luật sư phí mà Voice of OC đã trang trải cho vụ kiện. Anh Đỗ Dũng nói một cách hết sức cụ thể về vụ kiện này như thế nào, vì sao nó có và hồ sơ gì mà thành phố Westminster muốn giấu giếm, thưa anh. Vâng. Vụ này là do ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng của Westminster, ông làm từ khoảng năm 2012 tới 2015, 3 năm đó. Thì ông cho rằng trong 3 năm đó thành phố có những cái việc mà ông tố cáo rằng là tham nhũng, tràn lan, dân cử hành động như băng đảng và dùng cảnh sát để mà triệt hạ đối thủ đánh nhau. Đó là cái lời tố cáo của ông. Và trong cái đơn gọi là khiếu nại dài 14 trang đó, trong đó hết 12 trang thì ông nói nhiều về bà Marjorie, một nhân vật dân cử rất là lâu năm ở thành phố Westminster. Và ông Frank Coble là ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City, mà đồng thời cũng là nhân viên của thành phố, và được bị ông Kevin coi là cánh tay mặt của bà Marjorie.
và đồng thời ông Dick Jones là luật sư của thành phố cũng bị coi như là một nghị viên thứ sáu trong hội đồng thành phố có năm thôi. Ông Baker bảo ông này giống như thứ sáu là đó, là đại khái là như vậy. Thì khi kiện ra như vậy đó thì thành phố họ bảo, họ coi, họ bảo giờ nếu mà kiện mà ra tòa đó thì nó mất chưa hết. Thưa anh kể hết luôn cả những người trong vụ kiện. Thì đây để tôi kể nghe, trong cái 14 trang này đó thì có 12 trang đầu là nói đến ba nhân vật đó, chỉ 2 trang sau thì nhắc đến các nhân cử Việt Nam, ví dụ như thị trưởng Chí Tạ, phó thị trưởng Tyler Diệp, cựu nghị viên Andy Quách, cựu nghị viên Dan Curry và ông nghị viên đương nhiệm Sergio Contreras, đó là nhắc đến những người đó. Thì sau đó tôi có hỏi ông thị trưởng Chí Tạ và ông phó thị trưởng Tyler Diệp thì ông nói là như vậy, cái đơn khiếu nại đầu tiên nó khác đơn thứ nhì. Họ nói là cái đơn đầu tiên là không có dính họ trong đó, chỉ có đơn thứ nhì mới dính thôi đó. Thì họ mới nói là nhưng mà bây giờ đưa ra kiện á thì thành phố sẽ đi ra tòa, kiện nó lâu năm rồi mất thì giờ thì bạc con. Cuối cùng luật sư thành phố là Dick Jones trong cuộc họp kín của hội đồng thành phố thì đưa ra cái lời khuyên là thôi chúng ta dàn xếp chuyện này. Thì họ dàn xếp, họ đền cho ông Baker $500,000. Thì ông Dick Jones cũng nói với tôi trong $500,000 đó thì đã có $100,000 bảo hiểm trả rồi, chỉ $400,000 còn lại là do những cái quỹ mà nó gián tiếp tới quỹ thành phố chứ không trực tiếp. Nhưng mà vì cái thỏa thuận hai bên không được tiết lộ những cái chi tiết này nên ông không thể nói được. Và khi tôi hỏi ông phó thị trưởng Tyler Diệp đó là khi mà ông nói là hai cái bộ hồ sơ, hai cái đơn khiếu nại nó khác nhau, tôi khiếu nại trước không nhắc với ông mà khiếu nại sau có, thì ông cũng nói là nếu mà luật sư bên ông Kevin Baker đó đồng ý cho họ công khai thì họ công khai, bởi vì họ không công khai là bởi vì hai bên thỏa thuận như vậy, nếu mà công khai thì không được. Thì nói chung ra đó thành phố cho rằng theo luật sư của thành phố là thôi dàn xếp cho nó xong, nếu mà kiện nữa sẽ tốn nhiều tiền thì dàn xếp thì đền $500,000, còn cái vụ kia cũng vậy. Trước khi đi tiếp tới những cái chi tiết về cái việc mà dàn xếp giữa đôi bên, muốn anh nói rõ thêm một chút xíu về những cái chi tiết trong cái đơn kiện của ông mà cục cảnh sát. Cái phần về bà Manji Rai như anh nói nó dài như một cái số táo quân rồi, 80% hoặc là hơn 80%, 12 trang tất cả. Nhưng mà có lẽ cộng đồng người Việt cũng như những người Việt ở nhiều nơi lại quan tâm tới những cái tên tuổi Việt Nam dính vào trong đó. Vâng. Riêng ông thị trưởng Tạ Đức Chí và ông phó thị trưởng Diệp Biên Trường bị tố cáo những cái điều gì ở trong này thưa anh, một cách chi tiết? Ông trong cái này tố cáo, ông Kevin Baker tố cáo cái này là các vị dân cử dùng cảnh sát để mà trừng phạt đối thủ chính trị lẫn nhau. Ông nêu ra một cái trường hợp có hai cái vũ trường, một cái là Q's Lounge, một cái là Blue, nằm trên đường Beach cách nhau chưa tới một dặm, được coi như là đối thủ của nhau bởi vì họ là cũng kinh doanh giống nhau. Thì cũng theo tất cả này là tố cáo nhé, tất cả là tố cáo. Ông Baker ông nói rằng là Q's Lounge á được ông Andy Quách, đúng là nghị viên, bảo kê, còn Blue á là được ông Chí Tạ bảo kê, đó là theo lời tố cáo. Và Voice OC thì họ vào trong cái gọi là hồ sơ mà vận động tranh cử đó, ủng hộ tiền đó, thì họ thấy là trong khoảng thời gian mấy năm đó, ít nhất ông Chí Tạ thì chỉ là nhận của vũ trường Blue ít nhất là 5,000 tiền ủng hộ tranh cử. Còn hồ sơ thì không thấy Q Lao ủng hộ cho ông Andy Quách đồng nào, đó là trong hồ sơ không thấy, đó họ nói như thế. Thì ông mới kể là có những lần chẳng hạn như vậy, ông Chí Tạ gọi cho ông Baker bảo cái vũ trường, cái Q Lao nó vi phạm luật, thành ra ông cảnh sát phải cho cảnh sát xuống kiểm tra coi là có đúng hay không. Mà quý vị biết, quý vị mở nhà hàng ra mà cảnh sát tới hoài khách không dám tới đó. Ông Andy Quách lại gọi ông Baker, Blue có vấn đề cũng vi phạm, tức là hai bên tố cáo lẫn nhau. Thì nếu ông Baker cho đến thì Blue cũng không có khách đến. Thì sau khi cho cảnh sát đến thì bên ông Andy Quách bảo tại sao ông lại đến, ông làm khó cái nhà hàng quen với tôi. Bên kia ông Chí Tạ mà tại sao ông cho người đến làm khó nhà hàng với tôi. Đó là tố cáo của Baker. Thì ông Andy Quách về hết làm nghị viên rồi thì không hỏi được, nhưng mà tôi có hỏi ông Chí Tạ thị trưởng là cái chuyện đó như thế nào. Thì đây là trả lời của ông Chí Tạ, bảo là ở Mỹ này cái chuyện mà nhận tiền tranh cử là ai cũng giống, ai có quyền, không có vấn đề, không có sai luật, thấy không? Còn cái chuyện mà tôi giúp đỡ cư dân hoặc các doanh nghiệp là tôi giúp đỡ tất cả. Ông nói là tôi còn để cả số phone, số điện thoại tôi trên cái business card nữa, mà đó là điều ít ai dám làm. Bất kỳ ai gọi tôi đều giải quyết hết, tôi đều kêu cảnh sát giải quyết hết. Mà ông nói là ngay cả có những người không ủng hộ tiền tôi mà gọi tôi có bốc phone giải quyết đó. Thì đó là câu trả lời của ông Chí Tạ, và đó là từ tố cáo của ông Baker với ông Chí Tạ. Riêng ông Tyler Diệp á, thì đây là ông Baker tố cáo cái này. Ông Tyler Diệp nhận của các sòng bài $8,000 tiền tranh cử, đó là có hồ sơ hết, sòng bài OC họ lấy ra, đó là public record, phải không?
Và ông Baker nói là có nhiều lần ông Tyler Diệp hoặc là vài lần nói với ông Baker đừng có làm khó những cái xe bớt của sòng bài đến Lido Sài Gòn này đón khách đi sòng bài. Quý vị nào đến vùng Lido Sài Gòn quý vị biết là xe bớt này họ không có chạm, họ hẹn cái chạm đó thường thường nó trong Bắc Kinh của cái business hoặc là cái khu nhà nào đó. Họ đến là sáng sáng vị thì thấy mấy chục vị cao niên đứng xếp hàng á, thì người dân họ mới phàn nàn. Đây là lời Baker, người dân họ phàn nàn là cái business là phàn nàn thứ nhất đó là nó ồn ào, thứ hai nó là nhếch nhác thành phố, thứ ba nó là cái nơi mà gọi là có thể gây ra cái chuyện cướp bóc bởi vì đánh bài sẽ có tiền. Đó là ông Tyler Diệp ông mới nói ông Baker đừng làm khó để cho các cái hãng xe đó. Trong khi đó thì bà Dan Carey cũng là một nghị viên khác bây giờ hết làm rồi, thì bà lại gọi ông Baker bảo ê anh phải nghĩa là áp dụng mấy cái này, đừng để những cái xe bớt này vô cộng đồng mình mà đón người nó nhếch nhác vân vân. Thì đó ý ông Baker ông nói là hai sự kiện như vậy. Thì khi tôi hỏi ông Tyler Diệp về chuyện này như thế nào thì ông chỉ nói cái này nè, một cái người như ông Baker nộp cái đơn khiếu nại đòi bồi thường 10 triệu đô la tham lam lấy tiền thành phố, liệu có tin người đó được không? Đó là câu trả lời của ông Tyler Diệp, chứ ông không trả lời một cái chuyện kia. Thì đó là những gì mà chi tiết, thì có một vài chi tiết khác đến các vị nhân cử khác nó không đáng kể, nhưng mà chính là hai vị nhân cử Việt Nam, thực ra là ba, ông Andy Quách thì ông hết làm nghị viên rồi, và ông Tyler Diệp với ông Chí Tả là bị tố cáo như vậy. Quay trở lại cái vấn đề thương lượng, nếu nói rằng là theo ông Tyler Diệp chẳng hạn nói là ông kia là cái người tham lam đòi 10 triệu rồi cuối cùng thương lượng lấy 500 ngàn, dạ, thì có tin được hay không? Thì ngược lại chúng ta cũng có quyền hỏi ngược lại về phía hội đồng thành phố, kể cả các dân cử gốc Việt lẫn gốc không phải là Việt Nam. Thì nếu quý vị không có gì giấu giếm, vì sao thứ nhất quý vị giấu để mà cuối cùng bị cái hồ sơ bị lòi ra mà quý vị phải tốn 120 ngàn? Cái thứ hai, nếu quý vị không giấu, không có gì để giấu, thì tại sao quý vị thấy thương lượng để mà mất đi 500 ngàn thay vì là đi theo tới cùng? Quý vị có thể thắng ông cựu cảnh sát trưởng rồi cuối cùng nếu ông quý vị thắng thì tất cả chi phí luật sư sẽ bị phía bên kia trả. Thì anh nghĩ sao? À, cái này nó phức tạp nó như thế này. Tôi có hỏi ông Dick John, ông luật sư thành phố về cái chuyện này, và cả ông Tyler Diệp và cả ông Chí Tạ, thì họ nói rằng là bây giờ nếu những cái này mà đưa ra thì nó sẽ rất dài dòng, và nó có những cái người trong đó, những cái tố cáo sẽ phải đi chứng minh nhá, anh phải đi lấy hồ sơ, anh phải đi làm chứng, phải ra tòa rồi lấy deposition tùm lum hết. Thì họ cho rằng cái đó nó sẽ tốn tiền thành phố và tốn thời gian của người ta, đó là họ nói như vậy, nghe không? Rồi họ cũng tố cáo là ông Baker, luật sư Baker là tố cáo nhiều người như vậy để mà cuối cùng thành phố dàn xếp. Nếu mà tố cáo ít thì thành phố không dàn xếp. Đó là những gì họ nói. Nhưng mà trên thực tế và trên những gì chúng ta suy nghĩ, người ta thường nói câu là không có lửa sao có khói. Đó là cũng như người ta nói như thế. Và như anh nói rất đúng là tại sao không đi tới cùng, nếu mà ông kia ông tố cáo như thế mà như ông đi chỗ ông bảo là tố cáo không có bằng chứng. Nhưng mà tôi có nói chuyện với cả ông Chí Tạ và ông Tài Diệp bảo là đây là lời họ nói nha. Tụi tôi có nghe loáng thoáng những cái rumor và có những người đến nói tụi tôi về những chuyện như vậy, tố cáo này có chứ phải không. Nhưng mà vì không ai chính thức để mà nộp đơn khiếu nại nên tôi không giải quyết được. Và ông khuyên là mai mốt ai có gì thì chính thức nộp đơn khiếu nại. Và chính ông nói là tôi giống như vì như vậy mà nó xảy ra cái chuyện ngày hôm nay, nó nhiều thứ nó dồn bây giờ thấy đông quá bây giờ. Yeah. Thì không ai khiếu nại thì bây giờ ông này khiếu nại đây. Thì đó một tập đây. Thì đó một tập thì quá nhiều, quá hớp. Thì thưa anh, ở Mỹ này vấn đề thủ tục kiện cáo với chính phủ nó như thế này. Mình phải để ý nó còn có cái chuyện này nữa. Ở đây có hai chuyện. Thứ nhất, ông Kevin Baker là một cảnh sát trưởng. Cái người mà họ tố cáo, mình không, đây chỉ là người tố cáo thôi, mình biết. Nhưng mà đây là những cái dư luận họ nói nè. Một cái người như cảnh sát trưởng trong một thành phố chỉ chưa tới 100 ngàn dân, ông chắc cũng biết nhiều chuyện chứ phải không. Và trong đây cái đơn này ông nói là tất cả những cái này ông đều có báo cáo FBI và ủy ban gọi là kiểm soát tranh cử của tiểu bang California. Ông đó tất cả những cái gì ông nghe những người này nói ông đều ghi lại hết. Này giống như trường hợp mà ông James Comey giám đốc FBI đi gặp ông Trump xong về ghi lại đó. Nhưng mà cái đó nó không phải là bằng chứng pháp lý, nghe không? Nhưng mà đây người ta nghĩ là một cảnh sát trưởng mà ông nói thì chắc là có thể có cái gì đó. Với lại quý vị nhớ này, trong thành phố nhỏ như Washington đó, 80% ngân sách của thành phố nó rơi vào cứu hỏa và cảnh sát. Thì ông cảnh sát trưởng là một người nắm vai trò rất quan trọng, nó chỉ sau city manager, tức là tổng quản trị thôi, tức là biết nhiều chuyện lắm đó. Thì đó là cái mà người ta nói. Rồi bây giờ nói về kiện cáo ở Mỹ này, nó có thế này. Bây giờ tôi là chính phủ thành phố, anh Lân là một cá nhân, anh Lân tố cáo tôi một số chuyện gọi là nó tào lao, thì đương nhiên là tôi không sợ rồi, tôi thách anh tố đó.
Nhưng nếu anh Lân tố cáo tôi một số chuyện mà có phần nào thật trong đó, anh Lân phải ra tòa, anh Lân phải mướn luật sư. Anh Lân đâu có tiền đâu, thì có một ông thứ ba, ông luật sư cũng đấy, ông nói anh Lân. Anh Lân bảo cầm đến cho luật sư coi, ê, ông luật sư tôi thưa thành phố Đỗ Dũng được không? Đã. Ông luật sư coi mà thua, cái này thua không ăn nổi. Nhưng mà ông luật sư khác, cái này ăn à, được á. Anh Lân bảo, nhưng giờ tôi không có tiền. Thì ông luật sư kêu nói, đừng có lo, tôi sẽ làm cho ông. Nếu thua thì thôi khỏe, bỏ. Còn nếu thắng, ví dụ, tôi 50, ông 50. Anh Lân bảo, ok, tôi đâu phải bỏ đồng nào đâu. Đã. Anh làm tới đi. Thì khi ông đó thưa thành phố tôi thì tôi phải có luật sư đi ra hầu tòa với ông luật sư kia đại diện cho anh Lân. Mà đi như vậy thành phố không có thể kiểu gọi là ê ông làm giùm rồi tôi trả no. Thành phố trong trường hợp này thưa anh, trong trường hợp này thành phố Westminster vẫn có một ông luật sư và rất nhiều tiền. Có lương đàng hoàng. Đúng đúng, lát tôi sẽ nói cái chuyện đó, lát tôi sẽ nói cái chuyện đó. Bây giờ mình nói trước hết là họ phải có, phải trả tiền luật sư. Và trả đến một mức độ họ sẽ chịu không nổi. Trong khi bên kia ông kia cũng làm không công cho ông Lân. Đó. Thì cuối cùng là bên thành phố tôi sẽ trời ơi mới ra mấy vụ mà lên tới mấy trăm ngàn rồi, kiểu này chắc chết mà đi xa nữa à, không biết mình có thắng hay các không. Các vị đó một giờ nhiêu anh? Ô chắc mấy trăm hả? 500 đô, 500 đô không ít. 500 đô một giờ, 500 đô cho các vị một giờ luật sư. Ít nhất là 500 đô là tối thiểu, có những vụ cả 1.500 đô một giờ. Tôi ra tôi đứng tôi photocopy chăng nữa tôi vẫn tính giờ, tôi ngồi tôi viết gì chăng nữa, tôi lái xe đi tôi lấy cái tờ giấy tôi tính hết cái bill, cái chi phí lên rất cao đó. Thành ra các thành phố họ mới thấy tôi chết rồi, thôi tìm cách nào đấy rồi mới hỏi luật sư. Ví dụ là luật sư lúc đó mới nói cái vụ này mà đi tiếp đó là mình thua đó nha, mình thua đó, chứ mà không là mình thua tức là gì, mình đã mất tiền bên này chi phí cho luật sư, mình phải đền cho luật sư của Vũ Hoàng Lân nữa. Thế là bên tôi mới kêu đi gặp luật sư Vũ Hoàng Lân dàn xếp. Thì đó là trường hợp vậy. Nào giờ anh hỏi câu hỏi là thành phố có luật sư, thành phố nào Mỹ này có luật sư hết, nhưng mà luật sư không phải là full time, thường thường là part time, một công ty luật họ phụ trách 2-3 cái thành phố, họ sẽ lấy một số lương căn bản nào đó. Ví dụ ông Dick Jones ở thành phố Westminster, ông là luật sư, thì mỗi cuộc họp thành phố ông đều ngồi đó, ông coi các nghị viên, các nghị thị trưởng làm cái gì đúng thì ông không nói, mà làm sai mà ê mấy anh không được làm cái đó, tôi cố vấn mấy anh cái này là sai, nhưng mà nếu mấy anh muốn làm mấy anh go ahead, nếu mất anh bị kiện đáng chịu. Nhưng mà ông luật sư là giống như ông cố vấn nhắc nhở nhắc tuồng á, thì ngoài cái lương căn bản nó ra đó là ông được trả. Đương nhiên các luật sư họ luôn luôn họ tính thêm và họ nói ê bây giờ bình thường đó một năm á, thành phố của anh thành phố nhỏ đó có một vụ kiện thôi thì tôi lấy ví dụ như là 1.000 tháng flat rate, nhưng mà lâu lâu có những vụ khác lớn mà kéo dài tôi phải được trả thêm chứ, nó mang chơi trả tính giờ tính tiền giờ, có thể là tiền giờ đó được giảm giá đó như thế nào đó không biết. Hoặc là có những thành phố bảo không, bây giờ tôi trả anh flat rate luôn, thay vì 1.000 tôi trả 3.000 tháng luôn, dù không có vụ kiện nào anh vẫn lãnh 3.000, nó có vụ kiện rất lớn luôn anh không được hơn 3.000, tùy theo đó. Thì nhưng mà đa số các thành phố là họ trả flat rate khi nào có thêm. Các công ty cũng vậy, ví dụ anh là tôi mở công ty, anh luật sư công ty của tôi trả anh có lương căn bản à, có chuyện gì anh báo cáo. Nhưng mà khi có những vụ lớn anh đi cả ngày cả tháng thậm chí mấy năm không lẽ anh ăn lương đó sức mấy anh chịu. Thì thường thường các văn phòng luật sư họ không nhận cái lương năm như thế, đúng không? Họ nhận nhưng mà căn bản thôi, căn bản tức là họ không chịu là chỉ là nhận lương năm. Đúng rồi, đúng rồi, không họ nhận cái dù là cao hay là đúng rồi họ nhận một cái như vậy là căn bản, nếu không có gì xảy ra hoặc là bình thường 1-2 vụ xảy ra thì ok, nhưng mà có những tháng hay những năm nó ra tới 10 mấy vụ thì phải tính thêm chứ. Thì đó là lý do tại sao mà các thành phố họ rất sợ bị kiện, và khi cái người bên kiện đó, họ đương luôn là họ đẩy giá lên rất cao, như trong trường hợp này là 10 triệu, cuối cùng rớt xuống nhẹ lắm là nửa triệu. Cho anh đến anh đẩy tối đa. Rồi bây giờ đấy, quay lại trở lại cái vụ thương lượng. Vâng. Mặc dù là ông cựu cảnh sát là theo cái sự tố cáo của ông ấy thôi. Dạ. Là có rất là nhiều tội như vậy, và bây giờ cái vụ kiện đòi 10 triệu mà bây giờ được trả nửa triệu, cho nên dạ, ông im lặng. Nó chưa gọi là vụ kiện anh, tại vì nó chưa thành vụ kiện, mới là cái khiếu nại thôi. Thì họ chặn trước khi thành vụ kiện, tại nếu mà thành vụ kiện nó vô tòa rồi tốn kém nữa. Thành ra họ dàn xếp trước khi nó thành vụ kiện. Trước khi thành vụ kiện. Dạ. Nhưng mà trước khi thành vụ kiện, nhưng mà ông ấy cũng ghi là ông đã nộp những cái bằng cớ. Đúng rồi. Cho FBI. Đúng. Và cho một cái ủy ban. Dạ, ủy ban bầu cử. Dạ. Thì cái đó nó không phải là tòa. Như vậy thì cái đó nó không phải là tòa. Cái đó là những bằng chứng phạm tội. Chưa chắc. Thì dù cho ông này có bãi nại cái chuyện của ông ấy nữa, nhưng mà cái việc này không còn là giữa ông cảnh sát là người đi kiện với lại thành phố là người bị kiện, mà đúng là rồi, giữa thành phố và chính quyền. Đúng vậy. Liên bang. Đúng vậy. Cái đó là tùy FBI. À. Trong tương lai FBI có điều tra tiếp theo cái lời tố cáo này không, đó tùy FBI à, và tùy cái ủy ban công bằng và chính trị đó. Cái vấn đề đây là FBI nếu họ thấy ô cái này xứng đáng
thì họ sẽ điều tra, còn nếu không xứng đáng họ không điều tra, hoặc có thể bây giờ họ đang điều tra mà họ không nói. Đúng, hoặc họ là đợi, có thể họ đợi thêm bằng cứ đúng nữa. Rồi đúng thêm rồi, người nào muốn tố nữa đó, đợi đủ bắt hốt một lần luôn đó, có thể là như vậy. Nhưng mà FBI khi anh hỏi chuyện này họ không bao giờ họ trả lời, họ không bao giờ xác nhận tôi đang điều tra hay là bác bỏ tôi không điều tra, không bao giờ họ nói cái chuyện đó. Có nghĩa là một lần nữa cái chuyện đối với ông cựu cảnh sát thì có thể đã chấm dứt, nhưng mà đối với chấm dứt với thành phố, với thành phố nhưng mà giữa thành phố với là FBI và những đúng cái, vậy, đúng cái vậy, bằng chứng chưa đúng chắc, vậy, chưa chắc. Dạ, dạ. Trong trong vụ này thì đọc hồ sơ thì có thêm một cái chi tiết nữa là bà Marty Rice với cái quan hệ không có gọi là cơm lành canh ngọt với lại những cái việc nghi viên khác đó, thì dường như bà có khai ra rằng là có nói với báo chí rằng là có nhiều phiên họp bà không có được dự, mà phiên họp kín giữa các nghị viên khác với nhau, đặc biệt là cái việc mà thỏa thuận với ông cựu cảnh sát bà không có ý kiến, không được quyền ý kiến trong đó. Anh nói về cái chi tiết đó cũng như đặc biệt là nhấn mạnh vào cái điểm mà như thế nào là họp kín, như thế nào là cái luật cho phép họp kín giữa các nghị viên với nhau mà một nghị viên trong thành phố lại không được tham dự, thưa anh? Tôi nghĩ cái đó bà nói không đúng đâu. Nó như thế này, muốn họp kín hay không đó là trước hết 5 thành viên hội đồng thành phố bỏ phiếu đã bảo là ô cái vấn đề này không nên nói public, không nên nói công khai. Thì nếu có 3/2 đồng ý ô vấn đề này, tôi nói ví dụ đi mua ly cà phê là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ bàn tới chuyện là mua cái microphone, anh Lân bảo không, bây giờ chuyện microphone là quan trọng, tôi không muốn nói công khai, tôi muốn nói trong buổi họp kín, thì tôi với anh Lân và 3 người khác trong hội đồng thành phố phải bỏ phiếu đồng ý đem cái chuyện này vô nói kín đã. Thì khi bỏ phiếu 3/2 là họ thắng rồi, họ thắng là vô họp kín, mà anh không vô họp anh thắng chịu. Buổi họp kín nó không nghĩa là không cho người khác họp, có họp anh không vô họp thắng chịu. Tôi nghĩ có lẽ bà Mai Di Rai nói cái chuyện là 3 người họp riêng với nhau, thì cái đó đó ở California nó sẽ vi phạm của lại là cái Brown Act. Brown Act. Nếu 3 người ngồi bất kỳ nơi đâu trên vũ trụ này, trên hành tinh này, ví dụ 3 người trong hội đồng thành phố mà ngồi đi ăn uống cà phê gặp nhau chơi không nói làm gì, nhưng mà chỉ cần nói một câu nào liên quan đến công việc thành phố là vi phạm luật Brown Act và phải có bằng chứng thì mới kiện được. Đó, thì California nó cấm đa số hội đồng thành phố, ví dụ hội đồng thành phố có 9 người thì 5 người anh không thể nói chuyện đó được, 4 người anh nói ok, trong 5 người 2 người anh ngồi anh nói thì ok, bởi vì 2 người nếu anh có thông đồng anh mới có 2 phiếu thôi, nhờ 3 người là không được, bởi 3 người mà 3 người thông đồng coi như là thắng 2 người kia, thì đó là Brown Act. Tôi nghĩ là có lẽ bà nói chuyện đó nhưng mà nó không bằng chứng thôi, để tránh cái chuyện gọi là tao cái đúng luật rồi. Đó để tránh cái chuyện to rập với nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà luật là một chuyện, còn cái vị các vị đi ăn các vị nói chuyện thì ai biết được phải không? Với lại là các vị nói tiếng lóng tiếng liếc thì chả thằng nào biết được hết, hay đi ra ngoài kia hút điếu thuốc uống ly cà phê nói thì đâu ai biết phải không? Nhưng mà quay trở lại cái vấn đề cái luật cho sẽ phải họp kín, thưa anh, đã là thành phố nghị viên thành phố thì phải họp trước mặt dân chúng để cho dân chúng biết. Như vậy thì khi mà anh họp kín, dân chúng không biết những cái điều mà anh làm thì như thế nào, còn gọi gì là tính minh bạch của thành phố? Ok, khi cử tri bầu họ lên tức là đại diện cho họ, và họ có quyền đề nghị, trong 5 người một người đề nghị cái này là nên họp kín, đúng không? Còn tùy 4 người kia chứ, 4 người kia nếu có 2 người đồng ý là coi như là tôi theo thôi, đúng chứ. Nếu cử tri hỏi tại sao chuyện họp kín bầu, quý vị cử tri, quý vị không biết, chúng tôi dân cử tôi biết có những chuyện không thể nói công khai được, đúng không? Không thể nói công khai được. Tuy nhiên ở đây á, có thể nói một số thành phố họ lạm dụng cái chuyện đó. Cái chuyện không đáng công khai mà đi học đi, không đáng học kín đi học kín, đúng không? Các anh toa rập với nhau qua mặt dân chúng, chúng không tôi. Nhưng mà qua nhầm là cách hợp pháp, thì ngược lại dân chúng có quyền đòi hỏi cái bản thông, cái bản biên bản buổi họp đó, giống như voi oxy họ làm, anh thấy không? Ok rồi quý vị nhé, quý vị toa rập với nhau học kín. Thứ nhất toa rập là khó, bởi vì cái Brown Act anh phải có 3 người mới toa rập được. Mà điểm thứ hai, nếu 3 người đó siêu đẳng với nhau mà bàn được với nhau mà toa rập mà để mà học kín á, thì nó có 2 trường hợp: cử tri vào mùa bầu cử tới chất phế những người này, tôi không bầu cho anh nữa. Điểm thứ hai, cử tri có quyền yêu cầu công khai biên bản buổi họp đó, nếu không công khai tôi kiện nó tòa đó. Nhưng vấn đề họ có tiền kiện hay không là chuyện khác, thì nói chung ra đó, các dân cử họ vẫn có lợi thế đó, mặc dù luật nói như thế. Nghe ồ nghe nước Mỹ này ngon quá, dân cử mà không làm dân là nó này kia, nhưng mà thực sự trên thực tế thôi, dân thua làm sao quý vị có thể tập hợp được mấy chục ngàn dân mà bỏ phiếu cho ông lần này dân được, chưa kể ông có tiền bạc người ta ủng hộ ông đi vận động ngược lại,
rồi làm sao mà quý vị có thể mà có đủ tiền mà đi ra ngoài kiện cáo để bắt ông Vũ Hoàng Lân và bốn cái người đồng viện của ông nữa phải công khai cái biên bản buổi họp kín đó, khó lắm nhưng mà không. Thành ra trên lý thuyết nó rất đẹp vô cùng, trên thực tế hoàn toàn khác. Nói về cái vấn đề đó thì theo căn cứ theo cái tố cáo của ông Kevin của, Baker của cảnh sát thì người ta nhìn thấy một bức tranh hết sức là ảm đạm trong trong thành phố Westminster, không chỉ trong hội đồng thành phố. Ông ấy nói không chừa một ông nghị viên nào. Đúng rồi. Rồi kể cả ông luật sư của thành phố, rồi ông manager tức là ông quản lý trưởng quản lý của thành phố. Cho thấy là một cái bức tranh nó hết sức là ảm đạm như vậy và có nhiều cái phe phái, nhiều cái băng đảng như vậy. Thì phải như thế nào là một công luận, người dân phải như thế nào thưa anh? Nếu chúng ta đọc 14 cái trang này, trong đây 12 trang nói về bà Mai Girai rất nhiều. Bà Mai Girai lần đầu tiên đắc cử vào hội đồng thành phố Westminster năm 1994. Hôm nay là bao nhiêu? 23 năm. Trong đó 6 lần bà đắc cử thị trưởng. Chứng tỏ cho thấy là cái sự ủng hộ của bà rất là cao. Và trong đây đó, nếu quý vị đọc quý vị thấy là ông Baker tố cáo bà giống như là một nữ hoàng của thành phố. Bà có cánh tay mặt là ông Frank Bocco, cô bồ, thậm chí cái là ông đó đi nói không ai đuổi được tôi luôn. Rồi bà nói ra là lên trong cái đó, bà mà giận lên, nổi giận lên không ai dám nhìn. Thậm chí bà còn đến cái tiệm xe Elmo Toyota đến nó thay nhớt không trả tiền luôn. Rồi bị người ta tố cáo. Nghĩa là nói chung là trong đây nói rồi sử dụng rất nhiều cái phương tiện của thành phố nữa. Của thành phố, chẳng hạn kêu cảnh sát chở đi những việc tư, rồi kêu cảnh sát phải đuổi người này đuổi người kia vân 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 vân, tới sửa computer miễn phí cho bà. Đó là đủ thứ. Nói chung là ông tố cáo bà này là có một cái vị trí gần như là một ông vua không ngai cho thành phố, mà cả các nghị viên khác cũng sợ luôn. Đó là theo lời tố cáo. Thì tại sao nó xảy ra chuyện này? Thì nó có hai cái chuyện. Nếu chúng ta nhìn vào thành phố Westminster trong năm vừa qua, đợt trước có 3 nghị viên gốc Việt, 3 dân cử gốc Việt, bây giờ có 3 dân cử gốc Việt, quý vị thấy không? Mà bây giờ 3 dân cử gốc Việt, trong đó 5 người nhá, 3 người gốc Việt, 1 người gốc Mexico, còn có bà Mai ra là Mỹ trắng. Thì bà được coi như là con khủng long, the last dinosaur, người đại diện cuối cùng của sắc dân Mỹ trắng thành phố này. Cho nên dù bà làm cái gì chăng nữa, người Mỹ trắng cũng sẽ phải bầu cho bà. Thấy không? Mà mình thấy trong các cuộc bầu cử, thậm chí bà đi mùa tranh cử bà không cần làm như thế, chứ Rai là ta bỏ cho bà, chưa kể là Việt Nam ủng hộ nữa. Và trong bao nhiêu năm qua bà luôn luôn đắc cử. Ngay cả cái năm tôi nhớ năm 2002 khi mà ông Andy Quách ra ứng cử thị trưởng, tưởng đâu bà thua là bà vẫn thắng. Thấy không? Chính vì như vậy. Nhưng mà vừa rồi bà thảm bại trước ông Tạ Đức Chí trong cái lần sau cùng tranh cử chức thị trưởng. Không làm ạ. Bà rút lui. Bà rút lui, bà nói là bà nghỉ hưu. Bà mới đề cử ông Chí lên. Xong sau đó bà quay lại. Sau đó ông Chí mới bổ nhiệm bà lại làm nghị viên. Nghị viên. Nhưng mà làm nghị viên hay thị trưởng, nhưng nó theo cái đơn tố cáo này bà vẫn là người số 1, bà nắm hết vấn đề. Không không, cái lần cuối cùng mà bầu cử ở Westminster bà ra tranh cử trực tiếp với ông Tạ Đức Chí. Đúng rồi. Chức thị trưởng và đúng rồi. Thảm bại chứ. Nhưng mà thảm bại, nhưng mà bà ra tranh vào cái lúc mà bà vẫn còn nhiệm kỳ. Vẫn còn nhiệm kỳ. Không có mất chức. Đó coi như là tôi thử gái thôi. Thử gái không có thôi, đúng không? Nhưng mà tôi nói những lần khác đó là bà, nói chung là bà chưa mất chức bao giờ cả. Thì mình không biết những cái lời tố cáo của ông Baker này nó bao nhiêu phần trăm, mình không biết. Và bởi vì tôi cũng gọi bà Margarine mấy ngày nay, tôi gọi 2-3 lần để message bà không trả lời. Hy vọng là mai mốt mua phone Sa TV có thể phỏng vấn bà như nào tôi biết. Nhưng mà nó có cái chuyện thế này. Thành phố Westminster sở dĩ nếu những lời này đúng là bởi vì dân cử đó quá lâu. Tại sao quá lâu? Bởi vì nó không có giới hạn nhiệm kỳ. Không có giới hạn nhiệm kỳ. Giới hạn nhiệm kỳ là sao quý vị? Một dân cử chỉ được làm bao nhiêu năm thôi, phải nghỉ. Ở California này, xung quanh cái vô Sài Gòn này, tất cả các thành phố đều có giới hạn nhiệm kỳ. Farm Valley làm 3 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm là 12 năm, phải nghỉ 2 năm. Ganro 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm là 8 năm, phải nghỉ 2 năm là được trở lại. Santa Ana cũng vậy. Chỉ có cái anh Westminster là không có. Là làm rồi, mùa lại thủy. Múc mùa lại, for life, suốt đời, nếu mà cứ đắc cử hoài suốt đời. Orange County cũng vậy. 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm là 8 năm, phải nghỉ rồi mới được trở lại. Ngay cả tiểu bang California, thượng nghị sĩ anh cũng chỉ được tối đa 12 năm, tức là 3 nhiệm kỳ thôi, mỗi nhiệm kỳ 4 năm. Dân biểu được cũng 12 năm thôi, 6 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 2 năm, xong là ngưng.
đó, không chuyện, được làm chuyện đó. Có gì tốt gì xấu mà sao nó còn có chứ? Bởi vì anh, thưa anh, nếu anh bị giới hạn nhiệm kỳ thì anh sẽ không bao giờ anh tạo chân rết và anh không bao giờ bị mọc rễ. Còn nếu anh không bị giới hạn nhiệm kỳ, anh ở đó suốt đời anh sẽ mọc rễ, mà khi anh mọc rễ thì anh sẽ tạo vây cánh và không ai có thể làm gì được anh, và anh tha hồ muốn làm gì vậy. Thì tại sao ở thành phố Westminster tình trạng đó vẫn còn, và làm như thế nào để mất cái tình trạng đó đi? Tại vì người dân Westminster không chú ý và không chịu năng động trong vấn đề chính trị. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi, cử tri Westminster phải đề nghị cái đó, nếu thấy điều đó cần thiết làm cái thỉnh nguyện thư, thu gom bao nhiêu chữ ký đó theo luật của California, rồi như bỏ vô cuộc bầu cử là bầu, nếu mà đồng ý là bắt buộc phải có giới hạn nhiệm kỳ. Các thành phố khác cũng vậy. Cái đó là tùy người dân Westminster. Có thể người dân Westminster họ bảo chúng tôi thấy không có gì thay đổi cả, chúng tôi khoái mấy người này ngồi lâu luôn, thì cũng đáng chịu thôi. Đó là tùy cử tri của thành phố. Có khi nào các nghị viên ở trong thành phố họ tự nguyện họ đề nghị cái chuyện đó không? Được, nếu mà họ có đủ 3 phiếu trên 5. Đó, nó có hai cách. Ở Mỹ nó có hai cách để làm luật. Một là ở California thì đúng hơn, một là luật do dân làm ra, gọi là trưng cầu dân ý. Hai là các vị dân cử làm. Thì nếu mà hội đồng thành phố trong 5 người họ bảo thôi bây giờ có 3 người nói giờ tôi muốn giới hạn nhiệm kỳ, họ có đủ 3 phiếu là làm được thôi, thì là họ đưa lên trong cuộc bầu cử thì người dân họ bỏ phiếu. Nói về cái vấn đề tranh cử thì nó liên quan tới cái thế này. Người ta nói là sắp sửa 2018 có những cái dư luận nói rằng là sắp sửa tranh cử năm 2018, yeah. Trong đó ông Tạ Đức Chí sẽ tái tranh cử chức thị trưởng, ông Tyler Diệp sẽ tranh cử chức dân biểu tiểu bang, yeah. Vân vân. Và cái này thì nó ra ở vào cái thời điểm cuối năm như thế này, nó có thể là có ảnh hưởng hay là có một cái ý đồ nào đó về mặt chính trị. Tuy nhiên thực ra nếu mà chúng ta xem thì cái hồ sơ ông cựu cảnh sát này đã nộp từ năm 2016, yeah. Và bị thành phố bưng bít cho tới, yeah, nay nó mới ra, yeah. Anh nghĩ là cái chuyện mà cái mục tiêu chính trị khi mà đưa ra những cái hồ sơ này trong thời điểm này có hay không thưa anh? Tôi không biết là rõ lắm, nhưng mà nếu cái đó phải hỏi ông chánh án, phải hỏi ông chánh án. Bởi vì VOC nộp từ tháng 4 2016, nhưng mà đến tháng 10 á, một á, năm nay nè, ông chánh án mới đưa ra phán quyết. Ý anh muốn nói ông chánh án có hàm ý gì chứ? Tôi không biết, phải hỏi ông chánh án. Bởi vì có thể khi anh nộp vô tới nhiều vụ có tôi xử không kịp, tôi để tôi xử xong vụ này tôi xử vụ kia, thì có thể đó là một cái sự kiện gọi là trùng hợp. Tháng 11 năm nay tòa án liên bang ra phán quyết là Westminster phải tung hồ sơ này ra. Nhưng mà tôi không được đọc cái phán quyết đó là ông cho trong bao nhiêu ngày. Ví dụ ông nói là trong vòng bao nhiêu ngày anh phải đưa ra, tôi không biết. Nhưng mà cái vụ này là thành phố Westminster đưa ra cho VOC là tối 22 tháng 12 năm nay. Tức là cái thời điểm đó nó cũng quan trọng. Bởi tại sao không đưa lúc khác mà đưa vào cái ngày lễ không ai chú ý hết. Mà tối thứ 6, tôi nhớ tối thứ 6 à, thì cái chuyện đó mình không biết được. Cái đó phải hỏi ông chánh án. Nói về tiền, 120.000 để đền cho OC, Vội OC tiếng nói của quận Cam, 500.000 phải đền cho ông Baker, trừ đi 100.000 do hãng insurance trả cho. Như vậy thì coi như là khoảng cỡ 520.000. Tiền đó thành phố lấy đâu ra, từ đâu ra để mà trả thưa anh? Tôi hỏi ông Dick Jones luật sư thành phố thì ông không nói khoản tiền 400 đó đâu. Ông bảo là bởi vì cái thỏa thuận giữa hai bên không được nói ra, là nói ra vi phạm. Còn cái 120.000 lấy từ quỹ thành phố ra. Cái mà thua VOC thì ông bảo là ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đây là thông tin mật, thông tin riêng tư, nên chúng tôi không chịu đưa. Sau đó tòa phán quyết thì chúng tôi phải chịu thôi. Đó là câu trả lời của Dick Jones. Coi như là cái 120.000 là chắc chắn lấy từ quỹ thành phố ra. Còn 400.000 đó lấy, ông nói ông dùng cái chữ là lấy gián tiếp chứ không lấy trực tiếp. Mà lấy gián tiếp như nào thì ông không thể tiết lộ. Quỹ thành phố thì từ đâu ra thưa anh? Quỹ thành phố là từ thuế người dân đóng ra. Nó nhiều khoản lắm, ví dụ anh thuế doanh nghiệp nè, thuế nhà nè, ví dụ công ty họ hàng năm họ thu thuế anh, họ phải chia lại ở thành phố một phần đó, chủ yếu là thuế doanh nghiệp và thuế nhà và những cái thuế khác. Ví dụ anh xin cái mở một doanh nghiệp thành phố phải đóng tiền bao nhiêu đó, rồi những cái thuế mà rồi tiền bạc chẳng hạn như về đường rác tiết các thứ đó, những cái đó là họ generate cái thuế ra, tiền đó là nó vô gọi general fund. Tóm lại là tiền đi từ nhân dân mà ra. Chắc chắn tiền ở Mỹ này là phải là tiền của người dân đóng thuế chứ không phải là tiền khác được. Đồng tiền đi riêng khúc ruột. Do vậy cái chuyện mà người dân trong thành phố phải am hiểu những cái hoạt động của thành phố, phải quan sát theo dõi những hoạt động của các dân cử. Dân cử ở đây không phải là bố mẹ của dân chúng, mà dân cử ở đây là phải là thực sự là đầy tớ của nhân dân, để mà người ta có thể theo dõi chính bản thân của họ bằng cách là đi tới những cái buổi họp của thành phố, hay là qua những cái cơ quan ngôn luận, từ ngôn luận Mỹ cho tới những cái ngôn luận trong cộng đồng Việt Nam. Vâng. Câu chuyện ở đây thì nó còn rất là nhiều chi tiết nữa mà có lẽ là cũng sẽ không có ngừng ở trong cái thời điểm này. Trong thời điểm tới chắc chắn khi mà có
các cuộc tranh cử nó sẽ là được hiện ra cho chúng ta soi xét thêm. Anh cho một cái đúc kết về cái câu chuyện này, là một cái người mà là đã theo sát. Chưa hỏi anh thêm một cái phần nữa, dân chúng dân chúng phản ứng như thế nào về cái việc này? Được biết là anh cũng đã có một cái bài liên quan tới cái vấn đề phản ứng của dân chúng. Thưa anh, dân chúng thì thưa quý vị là chúng ta rất thất vọng, và chúng tôi đi ra ngoài hỏi hầu hết mọi người nói, ô tôi không biết, tôi không để ý, nhưng mà tôi có biết họ không nói thật. Đây là văn hóa người Việt Nam, mặc dù ở Mỹ 42 năm nhưng mà họ chưa quen, chỗ khác họ là tỏ mà đây họ không dám la, bởi vì có thể họ sợ bị trả thù hay là họ làm ăn này kia doanh nghiệp họ sợ. Cái đó có thể thôi, nhưng mà tôi biết là rất nhiều người biết, bởi vì chúng tôi đọc trên trang mạng đó, cái bài đó hot lắm, nhiều người đọc lắm, nhiều khi ra hỏi đại đa số tôi không biết, tôi không để ý. Trên trang mạng thì ý kiến ý cò nhiều lắm, xin nhiều lắm, giấu mặt mà đó, nhưng mà cái đó là cái thực tế của cộng đồng Việt Nam. Tôi hy vọng ngày nào nó thay đổi người ta, bởi vì nếu người ta quan tâm và người ta dám nói ra thì người ta mới dám ra hội đồng thành phố để người ta họp, để coi các vị dân cử làm cái gì, để người ta lên tiếng thì các vị dân cử họ mới sợ. Còn bây giờ họ ra họ ngồi họp, tôi nói ví dụ như họ thích trả ai ra, họ chả sợ gì cả, bởi vì chuyện mình làm đây không ai biết. Mà khi quý vị thưa quý vị làm cái gì mà không có người giám sát thì quý vị sẽ có khuynh hướng làm bậy, đúng không? Why not? Còn có người giám sát quý vị sợ, là tôi nói ví dụ quý vị đi đường đi, quý vị không thấy cảnh sát, quý vị vượt đèn đỏ thì thấy cảnh sát không dám vượt đèn đỏ, rất là đơn giản. Thì chúng tôi nhưng mà cũng hỏi được một vài người trong cộng đồng, họ cũng dám nói, thì nó có ba cái luồng dư luận. Tất cả một luồng dư luận bảo là có tham nhũng và yêu cầu mấy ông này phải từ chức, bởi vì họ nói rằng dựa trên cái lời tố cáo của cảnh sát trưởng thì không nhiều thì ít, bởi vì cảnh sát trưởng là cái ông mà ông nắm nhiều thông tin là một, thứ hai nữa nếu mà ông tố cáo mà không có thì thành phố kiện ngược lại ông sặc máu, bán hết tài sản trả không đủ, hoặc là lên tiền luật sư phí cũng đủ. Đó là một dư luận. Dư luận thứ nhì thì bảo là làm gì có chuyện đó, ở Mỹ này phải giấy trắng mực đen, tố cáo với tố cáo rồi ra tòa có đầy đủ bằng chứng đâu đó thì mới là có tội. Tôi không nghĩ là mấy ông này có tội, đó là cái dư luận bênh này. Còn dư luận ở giữa đó thì gần như là họ nói là có thể không phải tham nhũng nhưng mà là quà cáp tí xíu, đó là họ nói như thế, và quà cáp tí xíu thì có vẻ ok. Nhưng mà thưa quý vị, đối với người Mỹ quà cáp cũng là tham nhũng, cũng là hối lộ thôi, bởi vì thưa quý vị tham nhũng hối lộ trên thế giới này nó dưới nhiều hình thức, nó cả hàng tỷ cái hình thức khác nhau, tùy cách mình nhìn thôi. Chứ còn nói thật với quý vị, tôi nói nhiều lần, có hai thứ trên đời này không thể dẹp được. Thứ nhất là mại dâm, thứ hai là tham nhũng. Bảo đảm quý vị không bao giờ dẹp được hết, đó là nhu cầu con người. Thành ra không cứ là cứ phải hướng về cái vấn đề tham nhũng ở phía bên kia Thái Bình Dương. Bên mà nào mà tôi nói là khắp thế giới. Ngay bên hông chúng ta đây tham nhũng đầy rẫy. Có người lại còn nói như vậy là có nơi tham nhũng công khai, đây không công khai. Dạ thưa, tham nhũng là tham nhũng, công khai không công khai vẫn là tham nhũng. Giống như giết người là giết người, không cần biết là giết người vô tội hay có tội, đều là giết người. Còn anh có ghi nhận được những cái phản ứng của cư dân gốc không phải gốc Việt ở Westminster hay không thưa anh? Cái đó thì chúng tôi chưa ghi nhận được. Chúng tôi chưa ghi nhận được cái chuyện đó, bởi vì chúng tôi mới ghi nhận người Việt Nam trước đó. Bởi vì thực ra thì giống như anh nói đó, là họ không quan tâm đến cái mà những các vị dân cử gốc Việt. Chúng tôi nhắm vào người gốc Việt trước đã. Còn người bản xứ chưa nhắm vào cái chuyện đó. Một chi tiết nữa, ông cựu cảnh sát trưởng này, ông chỉ ra tố cáo khi ông trở thành ông cựu cảnh sát trưởng. Ông đã không tố cáo khi ông đang là đương kim cảnh sát trưởng. Chi tiết đó nói là điều gì thưa anh? Có phải là thực ra là cuối cùng là bảo là chúng ta thường hay nói là bên Việt Nam mấy ông nào về hưu mới dám lên tiếng nói về tham nhũng, về tiêu cực của xã hội Việt Nam. Ở đây thì rõ ràng khi ông về hưu ông mới nói, có nghĩa là khi mà ông đi đang làm việc thì ông cũng sợ mất chức mất lương thưa anh? Không, nếu anh đọc trong cái 14 trang này, ông đã nêu nhiều vấn đề trong khi ông làm thế. Khi ngày đầu tiên ông sắp sửa làm làm cảnh sát trưởng là đã có vấn đề. Trong này ông viết rõ này, ông nói như này nhá, khi mà cái ông Waller đó, cảnh sát trưởng đó, thôi không làm lên làm tổng quản trị, thì theo như thứ bậc đó, ông là nhân vật số 2 ông phải được lên. Thì đã có một số người không muốn ông lên này. Ông đọc không lên thấy. Sau đó cuộc họp đó hủy bỏ, định họp là không cho ông lên. Nhưng mà nó có cái thay đổi theo tố cáo trong đây của ông đó, là ông bảo rằng là trước cái giờ thành phố Westminster đó, cái người đứng ra mướn cảnh sát trưởng là tổng quản trị, tức là city manager, chứ không phải hội đồng thành phố. Thì theo tố cáo của ông bảo là ông Tyler Diệp mới đề nghị là từ nay city manager không được mướn cảnh sát trưởng mà hội đồng thành phố mướn. Thì ông nói chính vì cái thay đổi đó, ông trở thành coi như là con tin của hội đồng thành phố. Trước đây cảnh sát trưởng là chỉ biết anh tổng quản trị thôi, city council đi chỗ khác chơi. Tôi đâu, anh mới không phải sếp trực tiếp của tôi. Còn tự nhiên giờ ông là dưới quyền của hội đồng thành phố,
chính vì vậy trong đấy mới tố cáo là vì khi hội đồng thành phố là xếp trực tiếp ông mới có những chuyện này, mới kêu phải sửa computer, phải chở đi, phải này kia. Chứ còn trước đó anh muốn nói chuyện với cảnh sát trưởng anh phải qua ông tổng quản trị. Đó là cái thay đổi. Và đó là cái lý do tại sao mà ông James Baker, theo như lời ông nói là ông bị áp lực từ sau khi nó đổi cái luật đó của thành phố đó. Ông mới bị và ông mới tố cáo. Thì ông tố cáo tôi không rõ là ông tôi nghĩ là ông nghỉ năm 2015, thì sau đó là bắt đầu ông tố cáo lên. Là ông tố cáo là để ông đòi bồi thường những cái mà thiệt hại của ông, là ông bảo là thiệt hại trong thời gian ông làm cảnh sát trưởng nữa. Đó. Với lại là nó có những cái là trong thời gian tôi không rõ lắm, mà có lẽ là trong thời gian anh làm cảnh sát trưởng anh không có được kiện hay sao đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà nói chung cái đó không quan trọng. Mà mình đọc cái 14 trang thế là ngay năm 2012 nó đã có vấn đề rồi thưa anh. Với cái bản tố cáo chưa thành vụ kiện này thì nhiều người cho rằng ông ấy làm tiền thành phố, nhưng mà cũng có cái cách suy nghĩ khác cho rằng ông ấy làm như vậy là làm sạch thành phố. Anh theo anh nghĩ thì trong trường hợp này là trường hợp có thể cả hai, không biết được. Nhưng mà ở Mỹ này mà anh, play by the rule, ta chơi theo luật. Anh ăn vụng mà anh chùi mép thì anh không ăn vụng. Tôi không ăn vụng mà anh lấy cái tòa án anh chết cái mép tôi thành là người ăn vụng. Hey, nước Mỹ là như thế, tất cả theo luật hết. Có nhiều người ra tòa bị, có những người mình thấy có những vụ gì rõ ràng nó là giết người mà nó thoát, thằng không giết người bị vô tù ngồi mấy chục năm sau có oan. Hey, luật nó như thế, thành ra anh khó biết lắm. Anh cho một cái đúc kết về cái vụ này, theo anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cử tri Việt Nam đặc biệt phải năng động hơn nữa và phải để ý. Bởi vì trong cái đơn kiện ông có nhắc đến một cái chuyện rất đau lòng. Ông nói rằng là gì? Người Việt Nam bỏ chế độ cộng sản vì những cái tham nhũng đàn áp này kia như vậy, đi qua đây ở mà bây giờ cái chuyện nó xảy ra ngay trong thành phố của mình, y chang đó là lời ông nói. Câu đó nghe rất là quan trọng. Bởi vậy chúng ta có chấp nhận ở như vậy hay không, tùy chúng ta, tùy cử tri thành phố Westminster. Với cái nhận định đó của nhà báo Đỗ Dũng, chúng tôi tạm chấm dứt câu chuyện về vụ này ở đây và sẽ quay trở lại trong thời gian tới. Và về phía cử tri, phía người dân của thành phố Westminster, cơ hội cũng đã sắp tới vào năm tới. Tháng 11 năm 2018 sẽ là một lần nữa cử tri được bầu cử, được bỏ phiếu, không chỉ là những người đại diện cho mình mà còn về tất cả những cái luật liên quan tới thành phố này. Câu chuyện chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn khán giả 4 Sao TV.